Xin chào tất cả các bạn đang đến với kênh DIY mỗi ngày. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn làm cái đồng hồ nhé. Chúng mình cùng nhau thực hiện nào. Để làm cái đồng hồ, chúng ta cần chuẩn bị giấy, bút lông, keo dán, compa, xà kéo nhé. Đầu tiên ta sẽ sử dụng compa. Để quay một hình tròn. Chọn tâm ở giữa, sau đó dùng xoay compa. Sau khi ta quay được một hình tròn xong, ta sẽ sử dụng tờ giấy màu đỏ để xoay tròn 12 hình tròn đi. Chúng ta đã quay được 8 hình tròn, giờ quay sẽ quay thêm 4 hình tròn nữa nhé. Sử dụng giấy màu xanh để quay một hình tròn. Sau khi xoay xong, ta sẽ sử dụng kéo để cắt.
tờ giấy màu trắng trước. Tiếp theo đến tờ giấy màu xanh. Sử dụng hồ dán để dán hình tròn xanh xuống dưới lên trên màu hình tròn trắng nhé. Sử dụng kéo để cắt 12 hình tròn màu đỏ.
vẽ xong 12 hình tròn, sẽ viết số vào đây nhé. Sử dụng keo hồ để dán. Đặt lên như vậy. Sử dụng bút để viết 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Sau khi viết xong, tôi sẽ sử dụng tờ giấy màu cam gấp làm đôi lại.
Để cắt mũi tên chỉ giờ nhé. Sau đó cắt một hình tròn nhỏ. Mũi tên chỉ giờ sẽ ngắn hơn mũi tên chỉ phút đi. Đặt kim lên. Sử dụng keo để dán. Mình sẽ cho nó chỉ lúc 4 giờ 45 nhé. Sau đó ta đặt hình tròn lên. Thêm một hình tròn nữa để lên trên. Như vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong đồng hồ rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.